thánh địa ngũ hành võ kỵ các ngươi vừa nói muốn đổi võ kỹ đỉnh cấp nhân giai ngư ma đại lực pháp ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa rồi trưởng lão cứ đưa đi ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích chưa nói đến cuốn công pháp này tốn rất nhiều điểm công hiến mà công pháp này tối nghĩa khó hiểu lại cực kỳ ảo diệu dựa vào cảnh giới hiện tại của người sao có thể lĩnh ngộ được chuyện đó không cần trưởng lão ngài lo lắng không nghe lời trưởng bối chịu thiệt ngay trước mắt cầm đi đi cảnh giới đã tấn thăng rồi võ kỵ mới cũng đã có rồi vậy thì tiếp theo ngũ hành thánh địa phù lục điện cái này cái này, còn có cả cái này, những cái này đều không cần, còn đâu đều lấy hết. Tiểu tử này lấy đâu ra nhiều điểm cống hiến vậy? Ngũ hành thánh địa, linh binh các, trưởng lão, vũ khí trên nửa bên tường này, tất cả đều đóng gói lại cho ta đi. Cái gì? Thanh vũ khí này không tồi, cũng nên đổi trang bị mới rồi. Ta không nhìn nhầm đấy chứ, Bạch Nhất Phàm muốn vết sạch phù lục điện với linh binh các sao? Đến chấn ma kiếm, bảo vật chấn các của linh binh các trong truyền thuyết cũng đã đổi đi rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là có bao nhiêu điểm cống hiến vậy? Hừ, Đương nhiên là con số mà các ngươi đều không dám nghĩ tới rồi. Thánh địa ngũ hành, sau núi, ngư ma đại lực Pháp sau khi được đơn giản hóa có nhắc đến, tu luyện công pháp này cần tìm cách để kinh mạch hấp thu lượng lớn tinh hoa trong máu của linh thú ngư tộc. Máu trâu ở trên trái đất muốn có bao nhiêu thì có từng đó. Sau đó cần lượng vận động cực mạnh mới có thể chuyển hóa tinh hoa thành sức mạnh của bản thân võ giả. Nơi hoang vu hẻo lánh này chỉ có các ngươi để chơi cùng tiểu gia thôi. Đến đi, mấy thứ bồi chay, tốc độ của các ngươi cũng nhanh đấy. Thử nhận một đấm sau khi cường hóa của ta đi. Phu, không tệ, đã có thể cảm nhận được kinh mạch đang sụp sôi rất rõ ràng. Dưới sự hỗ trợ của máu trâu, cơ thể đã có thêm sức mạnh của 30 con ngựa khỏe mạnh. Thử nhận tiết chiêu này đi. Cách sơn đả ngưu. Phu, ngư, ngư ma đại lực pháp đã luyện thành rồi. Hừ, dao động linh lực thật kỳ lạ. Ra đây đi, ta biết người đã đến rồi. Thời gian của ta cấp bách, có gì nói thẳng đi. Kha kha, muốn gặp người một lần đúng là khó khăn thật lão bằng hữu của ta. He he, người đã làm gián điệp ở thánh địa ngũ hành nhiều năm như vậy, càng ngày càng có dáng vẻ của con người rồi. Chuyển luân ma tôn, không biết có quên mất thân phận ma tôn trưởng hận ma tông của mình hay không? Bớt nói nhảm đi, người dùng bùa truyền tin để liên lạc với ta là vì chuyện đại bi ma vương bị giết đúng không? Nói đi, vĩnh dạ ma tông các người chuẩn bị làm thế nào? Chuyện gì thế này, trong thánh địa ngũ hành vậy mà có gian tế của ma tộc? nhà đầu khương linh ca từ sau khi trở thành đệ tử chân truyền thì đã vây đánh ma đạo chúng ta không dưới trăm lần bây giờ đến đại bi ma vương cũng bị chết trong tay nàng ta ta đương nhiên là nghĩ cách nhanh chóng tiêu diệt nàng ta để ma thần vui vẻ rồi ma thần muốn giết nàng ta khương linh ca là viên minh châu trên tay của thánh chủ ngũ hành đệ tử chân truyền đứng đầu một viên giám động thủ trong thánh địa không sợ lại gây nên đại chiến hai tộc nhân ma sao cho nên mới cần ngươi ta tin người chắc chắn có thể nghĩ cách giải quyết được chuyện này ổn thỏa hơn. Ba ngày sau thí luyện vườn linh dược của đệ tử ngoại môn sẽ bắt đầu, những năm trước đều là do nhiệm vân tùng phụ trách, hình như năm nay đã giao cho Khương Linh Ca phụ trách rồi. Nếu như nàng ta phạm lỗi thì sẽ bị phạt đi quỷ sầu nhai. Thủ vệ bên đó lòng lẻo, muốn cho nàng ta biến mất sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ha ha, cách này không tệ, lúc đó ta sẽ làm vài viên linh dược, người nghĩ cách thả vào sơn cốc để thu hút một đám đệ tử tinh anh đến, ta sẽ sắp xếp một con linh thú cho nó giết hết sạch bọn chúng. Thế nào? Não của ngươi cũng nhanh thật đấy nếu tất cả anh tài của thánh địa ngũ hành đều mất mạng khương linh ca khó có thể thoát khỏi liên quan ha 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 không ngờ lại ngẫu nhiên phát hiện ra quỷ kế độc ác như vậy ta phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây trước đã có động tính ai toang rồi bị phát hiện rồi hử không có gì cả là ta đã đa nghi rồi sao thôi bỏ đi xung quanh đây không có hơi thở của người sống xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi nơi này không thể ở lại lâu phù cũng may số lần xuyên việt hôm nay vẫn chưa dùng hết suýt chút nữa thì bị giết rồi không ngờ người của ma tộc lại tính toán mọi cách để đối phó với khương linh ca không được tuyệt đối không thể để gian tế của ma tộc được thành công nhưng trước mắt ta không có bất cứ bằng chứng gì nếu như đột nhiên báo lên trên thì chỉ sợ là sẽ đánh rắn động cỏ một đệ tử ngoại môn nhỏ nho nghe lén được cuộc trò chuyện của hai đại ma tôn mà vẫn có thể thoát toàn thân nói không ra được lý do thì sợ là cũng không có ai tin chuyện này không thể bỏ mặc không quan tâm được xem ra thì có thể đích thân đến linh dược viên một chuyến để điều tra thôi ba ngày sau linh dược viên ấy triệu huynh đã lâu không gặp, thực lực của ngươi lại tiến bộ rồi. Đương nhiên rồi, quán quân của thí luyện linh dược viên lần này ta nhất định phải lấy được. Khen ngươi mà người cũng tưởng thật, nhiều người như vậy đều là đến tham gia thí luyện sao? Đúng là nói nhiệt thật. Đương nhiên rồi, nếu như thể hiện tốt trong thí luyện thì có cơ hội được trưởng lão nhìn chúng, có thể tấn thăng làm đệ tử nội môn, mọi người đương nhiên là sẽ tranh nhau suốt đầu mẻ chán để tham gia rồi. Tránh ra tránh ra, biết điều đi, đừng chắn đường của tiểu gia. Các ngươi nhìn kìa, đó không phải là từ trường phong sao? không chỉ từ trường phong mà hoàng trấn và dương tiểu điệp cũng đến còn có thích mẫn và tạo nguyên bạch nghe nói năm người bọn họ là người nổi bật trong những đệ tử ngoại môn đã được năm viên nội môn tuyển chọn trước rồi chỉ cần đột phá đến thần thông bí cảnh thì lập tức được nhận vào nội môn chuyển luân ma tôn muốn giết chết đệ tử tinh anh xem ra đám người này cũng nằm trong số đó đúng rồi Tâm vũ chuyện liên quan đến ma tộc người biết những gì có thể nói với ta được không kỳ lạ sao ngươi đột nhiên lại có hứng thú với chuyện của ma tộc vậy từ xưa đến nay ma tộc chính là thế lực đối địch với nhân tộc chúng ta không giống với thế giới tu hành của chúng ta bọn họ dựa theo sự cao thấp của lực chiến đấu đơn giản thô bạo để phân chia ma thần ma hoàng ma tôn ma vương ma sư và ma binh ma thần là thống lĩnh trí cao vô thượng của ma tộc chỉ có một người nghe nói pháp lực của hắn cường hãn không ai có thể sống thoát khỏi tay của hắn cũng không ai từng nhìn thấy gương mặt thật của hắn dưới trướng ma thần có bảy đại ma tông lần lượt là vĩnh dạ ma tông nhật nguyệt ma tông bạch cốt ma tông tu la ma tông trường hận ma tông không dục ma tông ám ảnh ma tông bọn họ tàn sát thành tình không chuyện ác gì là không làm là uy hiếp lớn nhất đối với nhân tộc ngoài yêu tộc ra thì ra là như vậy xem ra chuyện này của thật là rất khó giải quyết yên tĩnh các vị sư đệ sư muộn thí luyện linh dược viên sắp bắt đầu tỷ lệ năm nay sẽ do ta toàn quyền phụ trách mong mọi người có thể tuân thủ những quy tắc sau đây chính là khương sư tỷ được xưng là đông linh ca đẹp quá đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người thật tiền nữa cũng như vậy phải không? Đầu tiên, thí luyện khuyến khích chiến đấu nhưng không được ra tay giết người, đặc biệt là đệ tử tử phủ cảnh không được phép tùy tiện ra tay với đệ tử cảnh giới thấp hơn như tẩy tùy cảnh và khai khiếu cảnh. Thứ hai, thời gian thí luyện là 7 ngày, sau khi thí luyện kết thúc, không được phép ở lại. Thứ ba, hãy được linh dược tốt thì cần phải để trong túi đựng, sau khi kết thúc thí luyện thì có thể tự giữ lại. Ba điều trên, kẻ vi phạm sẽ bị xử theo môn quy. Được rồi, thí luyện linh dược viên năm nay, bắt đầu. Xông lên, ta phải là người đầu tiên tìm thấy linh dược chúng ta cũng đi vào đi. Ừ, linh khí thật nồng đậm, đây chính là linh dược viên. Cùng đi vào nhưng bây giờ lại chỉ có một mình ta, xem ra là đã bị chia tách ngẫu nhiên đến những nơi khác nhau rồi. Nghe Uy nói, linh dược viên là nơi được một vị lão tổ của thánh địa mũ hành dùng thần thông vô thượng để mở ra, có diện tích khoảng trăm dặm. Càng đi sâu vào trong, xác suất xuất hiện linh thảo càng cao, nhưng lại có yêu thú nguy hiểm hơn. Bên đó có động tĩnh, qua đó xem sao. Đây là, hư, một xà thú nhỏ bé mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta thất tự phá phong trảm nham xa yêu thú cấp 4, đối với đệ tử bình thường thì có lẽ sẽ phiền phức nhưng đối với ta bây giờ thì không gây ra chút uy hiếp gì cả cũng không biết linh thú mà truyền luân ma tồn sắp xếp đang ở đâu thôi bỏ đi cứ đi tiếp rồi nói cứu mạng với hư có người đang lại gần đừng qua đây các người cướp linh thảo của ta lại còn làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như này không sợ trưởng lão biết tội rồi trừng phạt sao trưởng lão trừng phạt Hậu trưởng lão của hình phạt các là thất cứu lão gia của ta, ở ngoại môn này ai dám động vào ta chứ? Hơn nữa sư muội có chứng cứ không? Ngươi, ngươi đừng qua đây. Cao sư huynh, đừng phí lời với nhà đầu này, nhanh lên đi, đừng để chút nữa có người đến. Đừng vội, hay là chúng ta cùng lên đi, huynh đệ người cũng thoải mái chút đi, ha ha. Đừng, vậy đa tạ cao sư huynh đã chăm sóc. Nhà đầu, nếu như không phải ở trên núi ăn chay quá lâu, thì ta đường đường là thế tử, cần phải cùng chơi một nữ nhân với tên này sao? Á, à, ai, ra đây cho ta là tên khốn nạn chán sống nào đã đánh lén bản đại gia trong linh viên này không có nhiều thứ gì khác nhưng xúc sinh lại rất nhiều bạch nhất phàm vị vị sư huynh này cầu xin ngươi hãy cứu ta bọn họ không chỉ cướp linh thảo của ta mà còn còn muốn tiểu tử thối lại là ngươi đúng là ông trời có mắt không ngờ lại gặp ngươi ở đây tên thủ hạ bại tướng như ngươi ta lời phải tẩn ngươi một trận nữa ngươi tự cút hay là đợi ta phế bỏ hai chân của ngươi đi rồi cút ha ha đúng là trò cười bạch nhất phàm ngươi tưởng là ta vẫn còn là cao dương ngày trước sao Khoảng thời gian này vì để đánh bại ngươi, ta đã liều mạng khổ tu, bây giờ tu vi đã đột phá đến khai khiếu cảnh đỉnh phong rồi. Ngươi đến đúng lúc lắm, thu mới hận cũ của lão tử và người cùng tính toán một thể đi. Thế sao? Để ta xem xem là người mạnh đến đâu. Chỉ có vậy, hình như đến một ngón tay của ta ngươi cũng không đánh lại được. Sao có thể? Tên này đã mạnh hơn lúc trước gấp vài lần. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, nếu như còn để ta thấy ngươi khi dễ kẻ yếu hơn một lần nữa, thì ta sẽ phế ngươi hoàn toàn. Cút đi. Si, rác rưởi, đánh người ta cũng chê làm bẩn tay ta. Còn về con súc sinh còn lại, này Bạch Nhất Phàm, người muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, muội muội vương mộng của ta bây giờ là đệ tử nội môn. Ngươi có biết đệ tử nội môn có nghĩa là gì không? Là nhân vật sau này sẽ trở thành trưởng lão thánh địa. Bảo người chết thì ngươi phải. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Một đấm, mà nội tạng của ta đã bị hắn đánh vỡ rồi. Hắn đáng sợ hơn trước rất nhiều. Đệ tử nội môn rất mạnh sao, ngươi muốn làm gì, đau quá, đừng qua đây, ngươi đừng qua đây. Bây giờ, chỗ nào mát mẻ thì ở đó cho ta, đời này của ta ghét nhất là có người uy hiếp ta. Chật, trên người hai người các người có không ít đồ nhỉ, rất đáng tiếc, bây giờ là của ta rồi. Bạch sư huynh, cảm ơn người đã cứu ta, nếu không có ngươi, ta sợ là đã bị hủy hoại trên tay của hai tên này rồi. Ừ, chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến, Ngươi đã bị thương rồi sao? Cầm linh dược này để trị thương đi, có thể khiến ngươi hồi phục nhanh chóng. Không ngờ lại là băng phách kim tiền thảo hiếm có, thứ này dù là ở trong hội đầu giá thì cũng rất ít khi nhìn thấy. Bạch sư huynh, huynh huynh thật sự cho ta sao?